Xin chào các bạn lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay Ship sẽ trở thành siêu trộm. Mà trộm này thì ở Bình Dương các bạn, nên các bạn cũng biết kết quả của nó rồi đúng không? Ok, đây là một tựa game khá là mắc cười các bạn. Vào game thôi các bạn ơi. Laser nè. Mình nè các bạn, mình là hàng trộm nè các bạn. Cái này trộm bạc tham hay sao mà còn mặc đồ vest các bạn. Đi làm xong về đi trộm các bạn. Ok, bây giờ chúng ta điều khiển như thế nào đây? Không phải một tựa game kinh dị các bạn, một tựa game khá là vui nhộn mà Ship tìm được. Ok ok, chúng ta điều khiển tay chân các bạn. Cái thằng này nó không tự đi được, cũng hơi khó điều khiển nha. Ôi, Ship bay lại cái chỗ ban đầu luôn rồi. Ok, đi thôi. No, giữ cái chân các bạn. À đúng rồi. Cố lên. Ê, trời ơi. No. Ok. Ok. Tựa game này có tên là Professional, chuyên nghiệp, trộm chuyên nghiệp các bạn. Ok, trộm chuyên nghiệp. Chúng ta qua được rồi nè, nhưng mà ui, từ từ. Ship phải làm sao đây? Đẩy một cái là nó đi ngược lại các bạn. Ship phải kéo cái chân này giữ lại đi. Làm cái chân giữ lại đó, chính xác là như vậy. Lên. Bây giờ mình cùng nhau vượt qua laser là được các bạn. Khó điều khiển lắm luôn á. Các bạn chơi thì các bạn mới biết là nó khó điều khiển như thế nào. Có người chơi 30 giây là hắn rồi các bạn. Đúng hay luôn á. Không biết Ship chơi bao nhiêu phút hắn đây. Gần tới rồi. Bay qua một cái là bay qua được laser. No. Từ từ để cái chân thấp xuống một tí. Tàn nhưng không phế các bạn. Đi thôi. Ây da, ngược. Cố lên nào, cái thằng này phế thiệt sự luôn á. Nó giật điện các bạn. Chết rồi. Ship không thể nào làm siêu trộm được rồi các bạn. Trời đất ơi. Cố lên nào, qua luôn. Đúng rồi, hay quá. Bây giờ chúng mình cùng vượt qua cái cầu thang các bạn. Đậu xanh. Đừng đi lùi nha. Ok, ok đó. Bây giờ thẳng cái chân ra nè. No. Ok ok, lên. Lên cầu thang. Trời ơi là trời, nó dãy kìa các bạn. Không đi được một tí nào luôn. Đâu sao. Được rồi nè. Bay lên. Ấy ngược. Đúng rồi. Ấy giữ cái chân chứ. Để cái chân cao lên tí. Đúng rồi, gần tới cục kim cương rồi, đúng rồi. Gần tới cục kim cương các bạn. Cục kim cương kìa. Đúng rồi, lên tí nữa. No. Rớt xuống cầu thang luôn rồi. Cái mệt. Đúng rồi. Cái tướng này mới bay lên dễ các bạn. Đó, đúng rồi. No. Cố lên nào. Phế thiệt sự luôn á. Trời ơi. Thiệt luôn. No. Trời ơi. Chơi game này phải kiên nhẫn nha các bạn. Không được chùng bước nha. What the hell, nó đi ngược rồi. Công sức nãy giờ thiệt tình luôn á. Có cái tướng kìa. Đúng rồi. Lên con. Lên. Đúng rồi, lên tới cục kim cương rồi nè. Cố lên. No. Trời ơi, chắc Ship chết quá. No. Đúng rồi. Lên à. À, đúng rồi. No. Trời ơi. Cay thiệt sự. Đúng rồi, cái tướng này, các bạn cứ làm cái tướng này là dễ lên lắm nè. Rồi quay cái tay thôi, quay tay nè, đó, quay tay. Đó, quay tay. Quay lên, đúng rồi. Quay lên, đúng rồi đó. À, kim cương, ta tới với mày
rồi. Thắng rồi chưa? Cái gì? Phải quay lại chỗ cũ nữa các bạn mới thắng. What the hell? Thêm một lần đâu. Bây giờ cầm được cục kim cương nhưng mà phải đu lên cái dây nữa thì mới thoát được. Trời sao nữa. Nhưng mà giờ cầm cục kim cương rồi, có sức mạnh nhân đôi rồi. Cố lên nào. Ây da. Trời ơi mấy cái laser chết tiệt này. Ừ. Quay tay, quay tay, quay tay. Quay ngược rồi các bạn ơi. No. Quay ngược rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. No. Trời đất ơi là trời. Chắc ship chết quá đây. Đúng là ăn trộm ở Bình Dương có khác. Ừ đúng rồi. Cố lên nào con, cố lên nào. Đúng rồi, hay quá, giờ qua cái thùng nữa là được. Gần tới nơi rồi, gần gần ăn cắp được cục kim cương rồi. Rồi ăn cắp được cục kim cương xong chắc ship bó bột toàn thân quá. Cố lên nào, quay tay, quay tay, quay tay, quay tay. Quay tay, quay tay. No. Cái chân này hẳn ra một tí được không? Cái tay này hẳn ra một tí. Ok. 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 Về quá, không muốn trộm nữa đâu. À, qua đường rồi các bạn, qua đường rồi. Cố lên, chỉ còn tới cái dây nữa thôi. Cố lên nào. Cố lên nào, trời ơi. Ráng lên nào. Chỉnh sửa một tí thôi. Ừ. Ok. No, trời ơi cái thằng phế vật này. Ouch. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Một hit nữa là hắn, một hit nữa là tới cái dây. Ok. Hắn cuối cùng cũng chậm được viên kim cương các bạn. Về bó bột thôi. À, trời ơi, ship hoàn thành trong 16 phút 9 giây các bạn. 16 phút 9 giây ship mới ăn cắp được cục kim cương. Ok, các bạn có thể thử chơi và xem các bạn ăn cắp được trong vòng mấy phút nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của ship. Nếu các bạn thích video của ship thì hãy nhớ nhấn cho đăng ký kênh cũng như like và share. Tạm biệt các bạn và là các bạn ở video sau. Bye bye.